Thưa quý vị, Tết đến xuân về, hoa nở bung sắc thắm trên mọi nẻo đường, tô điểm cho phố phường thành phố Vũng Tàu thêm phần rạng rỡ. Trong không khí ấm áp, nắng vàng rạng rỡ, nhiều bạn trẻ cùng nhau thực hiện bộ ảnh Tết đầy sắc màu nhằm lưu lại khoảnh khắc tuyệt vời của mùa xuân. Còn với người nghệ sĩ, mùa xuân là mùa đem lại cảm hứng sáng tác nhiều nhất trong năm. Bởi vậy, dịp Tết là điểm hẹn quen thuộc của giới nhiếp ảnh. Những khoảnh khắc ngày xuân qua góc nhìn của những nghệ sĩ nhiếp ảnh trở nên lung linh, đa dạng về hình thức thể hiện lẫn nội dung thông điệp. Ngày mới sáng nay, mời quý vị cùng du xuân phố biển Vũng Tàu với các hội viên ban nhiếp ảnh thuộc Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu qua câu chuyện Ai thế nào vì sao? Với niềm đam mê nghệ thuật nhiếp ảnh, ông Đỗ Trọng Hoài Ân, hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, không nhớ hết số lượng bộ sưu tập ảnh về chủ đề xuân tại phố biển Vũng Tàu. Mỗi bức ảnh là những khoảnh khắc về vẻ đẹp lung linh, rực rỡ sắc màu của Vũng Tàu khi vào xuân và cả nhịp sống con người nơi phố biển. Cái ý tưởng là sắc xuân á, là nó nhiều sắc màu đem đến cho mọi người vui ngày xuân á. Mình cũng rất là háo hức là mình đi sáng tác những cái người giống như là đi mua hoa, chuyên hoa về rất là hay nhộn nhịp đó. Nên mình rất là háo hức là cứ sáng là cứ xách cái máy đi để sáng tác vậy đó. Còn với ông Lương Trọng Nghĩa, chụp và lưu giữ lại những khoảnh khắc mùa xuân nơi phố biển là cách ông thể hiện tình yêu đối với mảnh đất, con người, nơi ông gắn bó. Thông qua những bức ảnh nghệ thuật, ông còn phản ánh hình ảnh Vũng Tàu xinh đẹp đến bạn bè, công chúng muôn nơi. Mỗi lần mùa xuân đến thì là, đó cũng như là mình cảm nhận được là chung quanh mình đều hoa. Tất cả hoa đều nở và cái khung cảnh là rất nhộn nhịp. Mọi gia đình đều dắt người thân, bạn bè rồi ra đây để mà tìm cho mình những cái bức ảnh đẹp. Với cái thứ hai đó là cái thành phố Vũng Tàu mình nó đang phát triển á, thành ra là cái khung cảnh xung quanh này nó rất là sinh động. Thành ra mỗi năm cứ là không hẹn mà thì chú cũng lại dắt con dắt cháu ra đây để mà chụp ảnh, cũng muốn lưu lại những cái khoảnh khắc mà đẹp nhất trong năm. Tất cả các tay máy và những chuyên nghiệp hoặc là không chuyên nghiệp thì họ cũng muốn rằng là làm sao mình cũng lưu lại khoảnh khắc đẹp đó. Mỗi lần con đi chụp hình với bố và con rất vui và con rất thích và mong muốn sau này con được chụp hình giống bố. Tiêu điểm chính trong những cuộc săn lùng nghệ thuật mùa xuân của các hội viên ban nhiếp ảnh là phong cảnh, nhân vật với những khoảnh khắc thật khác biệt. Để có bức ảnh ưng ý, đòi hỏi mỗi nghệ sĩ phải có niềm đam mê nhiệt huyết, sự nhạy bén và cả may mắn để nắm giữ những lát cắt cô rộng, những khoảnh khắc ý nghĩa, lắng động của cuộc sống. Mùa xuân thì mình cảm thấy rất là yêu đời, cảm thấy yêu người hơn với những cái bối cảnh rất là tuyệt vời của thành phố kiến tạo nên từ không gian cây xanh hay là những cái linh vật. Và mình cảm thấy rất là hạnh phúc và biết ơn các nhiếp ảnh đã dành thời gian để ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời của cô và trò mẫu nhí tại trung tâm. Và từ đây mình cũng có những bức ảnh rất là đẹp ghi lại những dấu ấn vui tươi để chào đón một năm mới với những thành công mới. Tác phẩm nhiếp ảnh mang hơi thở xuân của tác giả thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, mạng xã hội đã chuyển tải đến công chúng về một thành phố Vũng Tàu thật gần gũi, giản dị, chân thành, mộc mạc mà lãng mạn, bay bổng và bình yên. Đến phố biển vào mùa xuân, ngoài khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, bản sắc văn hóa phong phú, thì du khách luôn thấy lòng người Vũng Tàu rộng mở, hiếu khách. Mùa xuân thêm đẹp, thêm vui, quê hương thêm rực rỡ sắc màu bên những công trình đầy ý nghĩa. Có lẽ nhờ công không nhỏ của những người lưu giữ khoảnh khắc mùa xuân.